Quang Hướng. Trọng tài Công Trọng đã đổi còi kết thúc hiệp một trận đấu. Ngay sau đó thì đã có những tình huống va chạm. Lazaro là cầu thủ gây sự. Sau đó thì cầu thủ Quốc Long, Tuấn Tùng và thủ môn Mạnh Dũng đều đã lao vào và tham gia. Rất nhiều người đã tràn vào sân. Các trận đấu gần đây ở V-League luôn có nguy cơ bùng phát về bạo lực. Chúng ta vừa xem lại hành động không đẹp của Lazaro. Trước đó ít phút thì anh đã gây sự với Quốc Long. Liên tục những tình huống lộn xộn. Trọng tài Trần Công Trọng đã rút ra 3 thẻ đỏ. Cầu thủ của quân 4 phải nhận thẻ đỏ là Lazaro. Bên phía thể công Tuấn Tùng và thủ môn Mạnh Dũng là hai người phải nhận thẻ đỏ. Rất may rồi. Dứt điểm chéo góc. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Ở lượt đi, thể công đã bị thua 0-3 trên sân của quân 4. Đây là trận đấu mà cả hai bên đều thiếu vắng những trụ cột. Đội khách mất đến 3 cầu thủ là Đình Luật, Ngọc Tân và Hải Anh. Một pha xử lý rất hay của Reginaldo. Anh Thắng. Dứt điểm. Tỷ số được san bằng 1-1. Pha ghi bàn của Asio. Asio đã chơi thời cơ rất tốt. Sau đó thì Khánh Lâm đã phải rời sân. Rõ ràng là một pha xử lý non nớt của thủ môn trẻ Đỗ Hoàng Dương. Lúc này thì Lazaro cùng với Mạnh Dũng và Tuấn Tùng đang phải một Reginaldo. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1 cho Thể Công. Thể Công chỉ còn lại 9 người trên sân. Một số cầu thủ Thể Công đã tỏ ra rất mệt. Nhưng Reginaldo thì vẫn sông sáo. Anh rất dồi dào sức lực. Một pha bóng thể hiện sự mạnh mẽ của Reginaldo. Có chèo kéo. Không vào. Cuối cùng thì lưới của Thế Công đã rung lên. Tỷ số được san bằng 2-2. Pha ghi bàn vừa rồi là của Lưu Mạnh Hà. Lần thứ 3 trong trận đấu bóng đập sáng ngang. Sau khi Asio không thành công thì Mạnh Hà đã có mặt rất đúng lúc. Mạnh Hà đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này. Bóng đến đúng tầm chân và Mạnh Hà đã làm tung nóc lưới của thủ môn Hoàng Dương. Những khó khăn vẫn đang chờ đợi đội bóng quân khu.